HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã có trận ra quân trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020. Sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển Lào, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những đánh giá về màn trình diễn của các học trò, đồng thời đưa ra nhận định về cuộc đối đầu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia ở lượt trận sau. Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông hài lòng với tỷ số này. Do còn một số cầu thủ tham gia vòng loại World Cup đang hồi phục chấn thương nên chưa được thi đấu, buộc ông phải có sự thay đổi ở một số vị trí. Về màn trình diễn của các học trò, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng ông sẽ phải xem lại băng ghi hình để có những đánh giá chi tiết đối với từng vị trí. Với việc sắp xếp người thực hiện các quả penalty, toàn đội cũng đã có những chỉ định trước mỗi giải đấu. Sau đây 5 ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại vòng bảng gặp đội tuyển Malaysia. Ông Park xem đây như là một trận chung kết đối với đội tuyển. Các cầu thủ vừa thi đấu sẽ được tạo điều kiện để nghỉ ngơi, có sự chuẩn bị tốt cho cuộc đọ sức quan trọng này. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho biết ông sẽ không thay đổi về chiến thuật ở trận đấu với đội tuyển Malaysia. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.